Xin chào anh em đang theo dõi kênh điện mặt trời của Shop Sun Min. Hôm nay bên em đang lên một cấu hình điện mặt trời hybrid cho khách hàng là anh Tống Văn Sĩ ở thành phố Biên Hòa, Đồng Nai. Anh Sĩ là một trong những khách hàng đã đặt hàng bên em từ những năm 2019-2020. Những cái lúc đó thì anh đã đặt pin mặt trời và chạy với những máy biến tần off-grid. Hôm nay thì anh có yêu cầu bên em lên một cấu hình là hybrid kết hợp giữa máy lock power bản phổ thông SNA 5kW và một khối pin lưu trữ EVE. EVE cũng là pin phổ thông không giao tiếp với lock power, nhưng mà dung lượng lưu trữ vẫn đủ cho chúng ta là 5,1 kWh, bảo hành khi chạy với lock power là 3 năm mọi người nhé. Một tủ điện full hybrid bên em đậu sẵn cho khách hàng, và những cái phần dây dẫn này đều tặng kèm, hỗ trợ tặng kèm dây nguồn từ pin qua tủ và từ tủ qua máy, cũng như là những cái dây AC và DC đấu sẵn từ tủ qua máy như thế. Ở đây là cái hóa đơn của khách hàng này, em quay cho mọi người xem một chút xíu ở đây. Em xin phép che số điện thoại của khách lại nhé. Khách hàng là anh Tống Văn Sĩ ở thành phố Biên Hòa, Đồng Nai này. Sản phẩm anh ấy đặt là một inverter lock power 5kW, bảo hành 24 tháng này. Giá là 17 triệu mọi người nhé. Pin lưu trữ EVE 51,2V 100Ah, bảo hành 3 năm. Pin này giá là 20 triệu. Và một tủ điện bảo vệ full hybrid bảo hành 24 tháng. Giá là 3.500.000. Tổng hóa đơn của khách hàng là 40.500.000 mọi người nhé. 40.500.000 cho cấu hình hybrid. Khách hàng đã có pin mặt trời rồi. Cấu hình này thì cũng giống của một anh khách hàng hôm trước em cũng quay. Anh ấy cũng trước đặt pin mặt trời bên em rồi, sau đó là chạy nâng cấp lên từ hòa lưới lên hybrid, nên là yêu cầu bên em lên một cấu hình phổ thông. Sở dĩ em gọi là cấu hình phổ thông bởi vì là cái pin lưu trữ là pin EVE, nó không có giao tiếp với lock power và giá thành nó giảm hơn rất là nhiều so với SVE. SVE nếu mà một khối pin 51,2V 100Ah như thế này có giao tiếp với lock power bảo hành 5 năm thì giá thời điểm hiện tại của nó là 29 triệu mọi người nhé. Còn khối của EVE này thì chỉ có 20 triệu thôi. Nó chênh lệch giảm xuống được 9 triệu. Và so với cái tiêu chuẩn để mà chạy với lock power thì khi mà kết hợp với pin EVE này cũng đạt yêu cầu, nó nạp xả lên tới 3.500 lần, cho phép hiệu quả hơn so với việc chúng ta dùng những cái loại ắc quy thông thường. Thì đây là thông số của pin mọi người này, em đã quay ở phần trước rồi, hôm nay quay lại cho mọi người xem chút xíu. Điện áp danh định vẫn là 51,2V này, mã là 48100 nhé. Dung lượng là 100Ah này. Điện áp sạc cân bằng là từ 56 đến 56,8V, áp sạc thả nổi là từ 54V đến 55,2V. Dòng xả mắc là 100A. Dòng sạc ở BMS cái mạch tương thích là 20A nhé. 20A thì chúng ta cũng nạp được hơn 1 kg rồi. Khi mà nạp khối pin này trong vòng khoảng 5 tiếng, khuyến nghị mọi người là chạy ở dòng sạc 20A là phù hợp đối với những cái pin này. Kể cả dòng xả mắc là 100A nhé, nhưng mà chúng ta chỉ khuyên dùng xả từ khoảng 20 đến 30A là phù hợp thôi. Ở khối pin này nó lưu được 5 kg. Những cái cổng này thiết kế nhưng mà người ta không làm với giao tiếp với lock power nên chúng ta không cần sử dụng đến. EVE thì chúng ta có thể giao tiếp cổng RS485 này, còn đối với SVE thì giao tiếp ở cổng 485, còn EVE này thì không cần giao tiếp. Chúng ta sẽ cài ở chế độ lead acid. Hiện tại thì bên em đã đấu vào cho khách hàng như thế này rồi. Những cái phần dây này thì bên em đều tặng kèm hết nhé. Tủ full hybrid đấu sẵn cho khách hàng. Khi mà mọi người đấu cái tủ này mà không nhớ có thể đặt cái nắp tủ lên nhé. Xem các tiết điểm bên em đã đánh dấu ở đây rồi. Và em có một cái video hướng dẫn rất là chi tiết về cái phần đấu nối này. Em sẽ để phần mô tả cho những ai chưa xem được có thể xem và tự đấu nối. Trên này là phần AC này, ATS này, AC out, AC in và chống xét AC. Bên dưới là phần DC thì sẽ có một cái đóng cắt cho battery. DC1, DC2 và hai dàn chống xét. Thì máy này là tích hợp hai dàn pin, mỗi dàn là cho phép vào 3.2 kg, thì tổng máy nhận là sẽ là 6.4 kg mọi người nhé. Hiện tại thì đang kết nối với battery này, dây nguồn bên em bấm kèm cho khách hàng luôn. Chúng ta lưu ý nhé, bên này là cực dương này, bên này là cực âm, thì sẽ đấu vào đây, đấu qua cái át này, đấu bên trên này, bên dưới đi vào máy, bên dưới là hai dây này, đây sẽ đi qua máy. Vào máy. Những cái tiếp điểm bên trong em không quay lại nữa nhé. Em đang che cái nắp này lại rồi. Hôm trước đã quay rất là chi tiết, link thì em sẽ để phần mô tả. Rồi chúng ta sẽ cài đặt là lead acid nhé. Trên này chúng ta sẽ giữ enter này. Rồi chọn đến 03 03, sau đó nhấn enter. Battery này, nếu mà SVE thì cài là lithium ion, còn nếu mà chúng ta chạy chế độ hòa lưới thì cài là no battery. Còn cái này là nó có EVE không giao tiếp thì chúng ta sẽ cài. Chúng ta sẽ trở về đi nhé, chọn enter lại này,
Em bị nhấn nhầm một cái nút kia, nó sang cái số khác. 03 là cài battery nhé. Enter vào này. Đang ở lithium ion thì chúng ta sẽ chọn đi xuống để chuyển sang lead acid này. Sau đó nhấn enter. Chọn dung lượng. Cái này là 100 mAh nhé. Thì chúng ta chọn là 100 mAh. Giả sử như chúng ta có hai khối thì chúng ta sẽ chọn lên 200 mAh. 200 mAh là đây. Còn của chúng ta chỉ có một khối thôi thì chúng ta sẽ để là 100 mAh. Sau đó nhấn enter. Máy nó sẽ khởi động lại. Khởi động lại thì nó không giao tiếp nên nó sẽ nhận điện áp ngay lập tức. Còn những loại pin giao tiếp như SVE thì nó cần một khoảng thời gian khoảng độ 1 phút thì nó sẽ nhận giao tiếp. SVE thì nó sẽ báo thêm cái phần điện áp nữa, báo thêm phần trăm và báo dung lượng. Còn cái này thì nó chỉ báo điện áp thôi. Đây vẫn chạy tải bình thường nhé, đèn running chạy này, đèn xanh. Đây ở chế độ lead acid nhưng mà nó vẫn đảm bảo xả cho chúng ta là 5 kWh. Điện áp hiện tại là 52,7V, đang nuôi con máy này 0,05 kW. UPS backup đầu ra đang enable bật lên. Enable UPS thì chúng ta nhớ một cái công tắc ở đây nữa nhé. EPS bật lên output này, nó bật on thì nó sẽ có đầu ra. Bây giờ là sử dụng bình thường rồi. Thì em đang test máy gửi cho khách, hôm nay quay một cái video chia sẻ với mọi người. Còn để mà cài đặt chuyên sâu hơn ấy, thì bên em sẽ hỗ trợ từ xa qua máy tính. Thì sẽ hướng dẫn mọi người kết nối wifi. Mỗi một máy sẽ đi kèm một module wifi này. Module wifi riêng biệt cho từng máy nhé. Chúng ta sẽ cắm vào đây. Và em sẽ gửi cho một cái link video hướng dẫn mọi người cài đặt wifi. Còn tài khoản thì em sẽ đăng ký cho từng khách hàng khác nhau. Hiện tại bên em đang quản lý hơn 100 máy Lux Power đang chạy các chế độ. Có cả máy LXP 6kg và máy SNA 5kg này đang chạy rất là ổn định. Hôm nào em sẽ quay chi tiết tất cả những cái máy đó trong một cái video khác cho mọi người tham khảo. Phụ kiện đi kèm này, nó có sách hướng dẫn sử dụng. Máy này thì đơn giản hơn so với máy cao cấp. Nó sẽ chỉ có 4 cái những cái ốc vít như thế này này, kèm wifi và sách hướng dẫn sử dụng. Cộng với cái dây này thì bên em sẽ hỗ trợ bấm kèm cho khách hàng. Những cái phần dây từ tủ qua máy và từ pin lưu trữ qua tủ này đều được bên em hỗ trợ bấm kèm. Còn nếu đây là hệ thống đã dành cho khách hàng đã có pin mặt trời rồi mọi người nhé, nên nó chỉ có 40.500.000 thôi. Còn nếu mà chúng ta chưa có pin mặt trời có thể tham khảo những tấm 440W bên em. Kết nối đối với cái máy này nó chạy điện áp từ 120V trở lên thì chúng ta nên có nối tiếp từ 4 tấm trở lên thì nó hoạt động hiệu quả. Còn chúng ta có thể đầu tư với cái máy này thì từ khoảng 4 đến 14 tấm nhé, tối đa là 14 tấm và tối thiểu là 4 tấm. Thì nếu mà chúng ta sử dụng ít thì chúng ta có thể đầu tư từ 4 đến 6 tấm là được. Còn nếu mà nhiều thì có thể tham khảo những cái bộ 8 đến 10 tấm hoặc là có những khách lắp full hệ thống thì sẽ là 14 tấm. Chi tiết thì mọi người nhắn qua số Zalo, bên em sẽ tư vấn từng cấu hình phù hợp. 0382124123 là số Zalo bên em mọi người nhé. Rồi video ngày hôm nay em xin tạm dừng tại đây. Chân thành cảm ơn tất cả mọi người. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.